Diễn đàn 26 xin kính chào quý vị. Rất vui được gặp lại quý vị trong sau một tuần khá là bận rộn. Thưa quý vị, hôm kia lại có thêm hai người nữa trong vụ kit test COVID-19 của Việt Á bị bắt tạm giam, nâng tổng số người bị bắt tạm giam lên trên cái con số 60 người. Trong đó có nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, có nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ông Chu Ngọc Anh, có nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Phạm Công Tạc. Thưa quý vị, đây có thể nói là vụ án thế kỷ, vì từ trước cho tới nay đó, nếu như mà tôi nhớ không lầm, thì chưa có vụ án tham nhũng nào mà số người dính và tham nhũng nhiều như vậy trên một cái địa bàn rộng như vậy, trải dài trên khắp cả nước, thưa quý vị. Kể từ ngày khởi tố vụ Việt Á cho tới nay đó, thì cơ quan điều tra cứ la rai bế từng người hết tỉnh này rồi tới tỉnh khác. Mà những người bị bế đó thì toàn là những cán bộ công chức, cán bộ cái chức có quyền, thưa quý vị. Trong vụ án này đó, có lẽ điều mà người ta ít ai ngờ nhất đó là cái sự suy đồi về đạo đức. Trong khi cả nước đang gồng mình chống chọi lại với đại dịch COVID-19, từ trung ương cho tới địa phương, từ cơ quan công quyền cho đến các cái tổ chức đoàn thể, rồi công an, rồi quân đội, người già, thanh niên, thiếu niên, ai ai cũng đều bỏ công bỏ sức để mà tập trung chống dịch. Đội ngũ y tá, bác sĩ, lực lượng quân đội, công an đã gác lại mọi cái nỗi lo toan trong cái cuộc sống riêng tư của mình, ngày đêm ứng trực nơi tuyến đầu chống dịch. Đất nước thì vô cùng khó khăn, đời sống của nhân dân vùng dịch thì thưa quý vị thiếu thốn trăm bề. Đó là những ngày mà đồng bào cả nước đùm bọc lẫn nhau trên cái tinh thần nhường cơm xẻ áo, một con ngựa đau thì cả tàu bỏ cỏ, anh em như thể tê chân, trong cơn hoạn nạn thì đỡ đần giúp nhau. Trong lúc đất nước và nhân dân gặp phải những khó khăn như thế đấy, mọi người đang dồn tâm dồn sức để bảo vệ cho cái sự sống, thì có kẻ là thừa nước đục thả câu, lợi dụng lúc rỗi ren mà trục lợi, nhằm những lúc khó khăn mà hốt tiền bỏ vào túi riêng của mình. Họ ăn tiền trong cái nỗi khổ, nỗi lo âu của người khác. Ngân sách nhà nước thì phải chi ra hàng chục và hàng trăm ngàn tỷ đồng để mà chống dịch, cứu dân, thì họ lại lợi dụng để mà vét vào túi riêng cho mình. Thưa quý vị, 4.000 tỷ đồng nâng khống bộ kit test, rồi 800 tỷ đồng lãi quả thông qua các hợp đồng giao dịch. Đây là con số không hề nhỏ chút nào. Con số không nhỏ, thưa quý vị. Nhưng thưa quý vị, theo tôi thì nó chưa phải là cái yếu tố đặc biệt nghiêm trọng. Cái đặc biệt nghiêm trọng ở đây chính là cái sự suy đồi về đạo đức, sự tha hóa biến chất của một số cán bộ, đảng viên. Họ đã gục ngã trước ma lực của đồng tiền. Điều này là rõ như ban ngày, không có bất cứ một lý do gì để biện minh cả, thưa quý vị. Tuy nhiên, điều mà tôi muốn nói ở đây là rất nhiều kênh thông tin trên mạng xã hội, nhất là các kênh thông tin chống cộng cực đoan ở hải ngoại, thì họ đã lợi dụng cái vụ án này để nói rằng tham nhũng là do độc đảng lãnh đạo. Họ lăng mạ, họ miệt thị nào là Đảng Cộng sản Việt Nam thối nát, bẩn thỉu, nào là hậu quả tất yếu của cái việc nuôi dưỡng tham nhũng. Từ đó họ kích động bài đảng, đòi thay đổi chế độ và chống phá sự nghiệp phát triển của đất nước. Thưa quý vị, tôi không phủ nhận rằng Việt Á là vụ án quá tồi tệ. Nhưng tôi không đồng tình khi lấy Việt Á để nói rằng tham nhũng là con đẻ của chế độ độc đảng. Nói như vậy là sai, cả về lý luận, sai cả về mặt thực tiễn, là quy chụp. Tham nhũng không phải là do độc đảng hay là đa đảng chính trị sinh ra. Tham nhũng cũng không phải sinh ra từ chế độ cộng sản hay là chế độ tư bản. Mà tham nhũng chính là con đẻ của quyền lực nhà nước. Tham nhũng nảy nở và tồn tại dai dẳng từ khi xã hội loài người bắt đầu có nhà nước.
Và nó trở thành một cái căn bệnh trầm kha mà trên thế giới này chưa có một quốc gia nào đưa ra một cái phương thuốc đặc trị hiệu quả cả. Thưa quý vị, trên thế giới này thì có rất nhiều cái vụ án tham nhũng chấn động thế giới. Quý vị chỉ cần gõ vào cái dòng chữ những vụ án tham nhũng chấn động thế giới trên Google thì Google sẽ cho ra hàng loạt các cái kết quả. Tôi nói ví dụ như là bà Park Geun-hye chẳng hạn, cựu tổng thống Hàn Quốc đã bị buộc 18 tội danh. Trong đó tội danh nghiêm trọng nhất là nhận hối lộ 59,2 tỷ won. Hay là ở Mỹ có tham nhũng hay không ạ? Vừa rồi thì kênh Góc Nhìn Hoàng Duy Hùng cho hay là chỉ trong thời gian 10 năm thôi, quốc gia giàu có này bị tham nhũng lên tới con số là 2.000 tỷ đô la. Như vậy thì bình quân mỗi năm cái số tiền tham nhũng ở quốc gia này là 200 tỷ đô la. Một con số cũng khá lớn thưa quý vị. Rõ ràng tham nhũng không phải được sinh ra từ cơ chế chính trị độc đảng, mà nó là khuyết tật bẩm sinh của quyền lực. Vì sao tôi lại nói là khuyết tật bẩm sinh của quyền lực ? Là vì lòng tham của con người. Mà lòng tham của con người thì thưa quý vị vô đáy. Nó không có hạn mức nào cả. Không có hạn mức nào cả. Như vậy tham nhũng còn là cái con đẻ của lòng tham, là thuộc tính xấu có ở mỗi một con người. Thưa quý vị, những người tu hành trước khi bước chân vào cái con đường khổ hạnh thì cái việc đầu tiên mà họ phải làm đó là diệt tham sân si. Anh không diệt được tham sân si trong chính con người của anh thì anh không bao giờ trở thành một bậc chân tu được. Người mặc áo cà sa thì tâm phải rời xa cõi ta bà. Đây là cái điều bắt buộc thưa quý vị. Suy ra rằng đó, tham nhũng là con đẻ của lòng tham, là đứa con quái thai của quyền lực, là bản chất xấu xa của con người. Vì vậy anh không thể quy kết rằng tham nhũng là do chế độ cộng sản sinh ra. Không có một cái chế độ nào được lập nên để tham nhũng cả. Và càng không thể đổ lỗi cho đơn đảng hay là đa đảng. Vì dù có nhiều đảng hay là một đảng thì tham nhũng vẫn cứ là tham nhũng. Thưa quý vị, tôi phân tích như vậy không phải là để biện bạch cho cái tình trạng tham nhũng ở Việt Nam, mà là để chúng ta nên nhìn nhận vấn đề tham nhũng một cách khách quan, chứ không nên quy chụp. Thưa quý vị, lúc sinh thời, Bác Hồ của chúng ta cũng đã thẳng thắn chỉ rõ rằng một đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một đảng hỏng. Một đảng mà có gan thừa nhận khuyết điểm của mình là một đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn và chân chính. Vì vậy, vấn đề quan trọng là nằm ở cái chỗ đảng có giấu giếm hay không? Đảng có quyết liệt diệt tham nhũng hay không? Diệt tham nhũng như thế nào? Ngăn chặn tham nhũng ra sao? Rõ ràng đảng ta không hề giấu giếm. Tôi nói ví dụ như cái vụ ký test Việt Á chẳng hạn. Nếu sợ mất uy tín thì làm gì có cái chuyện công khai? Làm gì có cái chuyện khai trừ đảng hay cách chức? Hay là cái vụ cảnh sát biển chẳng hạn? Nếu như đảng sợ mất uy tín thì đã giấu kín rồi thưa quý vị. Và thực tế trong 10 năm trở lại đây đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cho vào lò rất nhiều những cán bộ thoái hóa biến chất. Ủy viên Bộ Chính trị cũng vào lò, Ủy viên Trung ương Đảng cũng vào lò, Bộ trưởng cũng vào lò, Thứ trưởng cũng vào lò, Tướng tá cũng vào lò, Chủ tịch, Phó Chủ tịch tỉnh cũng vào lò. Trước đây thưa quý vị, trong dân gian có cái câu là hạ cánh an toàn. Làm gì thì làm, cố giữ cho đến khi về hưu là coi như an toàn. Bây giờ thì làm gì có cái khái niệm đó nữa ? Bao nhiêu người nguyên là chủ tịch tỉnh, phó chủ tịch tỉnh bị bế đi rồi. Như vụ Khánh Hòa hay là Bình Dương hay là Phú Yên chẳng hạn. Nói tóm lại, Đảng Cộng sản Việt Nam không giấu giếm, không thỏa hiệp, không dung túng ba che và lò thiêu tham nhũng thì cũng đã nóng rực lên rồi. Đây là điều không thể phủ nhận được. Bây giờ cái vai trò cực kỳ quan trọng là ở nhân dân. Dân có tích cực tố cáo và tố giác tham nhũng hay không?
dân có tích cực giám sát việc xử lý tham nhũng hay không mới là điều quyết định cho cái sự thành công lâu dài. Mà muốn người dân tham gia tích cực đó, thì phải khuyến khích, phải động viên và phải bảo vệ người dân. Cái việc này thì ta đã làm 10 năm nữa rồi. Đã có 88 gương điển hình được Trung ương biểu dương, trong đó có một cụ hưu trí ở Lâm Đồng suốt 10 năm ròng rã kiên trì tố cáo tham nhũng mà không hề chùn bước. Cho nên, đảng cần quan tâm hơn nữa đến vai trò của nhân dân, tai mắt của nhân dân trong cái vấn đề là chống tham nhũng và kể cả là chống các mọi cái biểu hiện tiêu cực ở ngoài xã hội nữa. Và đó là các quan điểm của diễn đàn 26 đối với vấn nạn tham nhũng, thưa quý vị. Rất cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình và ủng hộ cho kênh diễn đàn 26. Kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sau.